Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạch Định Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin về buổi ra mắt quyển sách The Lotus and the Storm của giáo sư Cao Thị Phương Lan tại Virginia do Minh Thúy, Đinh Hồng Cường và Đậu Thanh Vân thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào lúc 2 giờ trưa ngày Chủ nhật 25 tháng 10, 2015 tại US Community Center, Annandale, Virginia có buổi ra mắt sách Hoa Sen và Bão Tố của nhà văn Lan Cao, là con gái của cố Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình ngày hôm nay thì Minh Thúy và anh Ninh Cường xin gửi đến quý vị về buổi ra mắt sách và sẽ nói sơ qua về tác giả Lan Cao. Xin được chào anh Đinh Hồng Cường. Xin chào chị Minh Thúy, xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu với quý vị trong một cái buổi ra mắt sách của nữ tác giả Lan Cao. Như chị Minh Thúy vừa nói đó, cô là ái nữ của cố Đại tướng Cao Văn Viên, là Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Minh Thúy được biết là hôm mà ra mắt sách là anh có tới tham dự và có anh cũng có quen biết rất thân với tác giả. Anh có thể nào sơ lược về buổi ra mắt sách không được? Thực ra thì tôi cũng không phải là thân với tác giả, nhưng mà tôi đọc sách của tác giả và tôi rất là kính trọng tác giả, do đó tôi có theo dõi. Thì như thế này, thưa chị Minh Thúy, quý vị, có lẽ là mình phải nói là cái buổi ra mắt sách rất là thành công, do các chị ở bên Trưng Vương đứng ra tổ chức. Và tôi thấy ở cái vùng này chưa bao giờ có một cái buổi ra mắt sách mà có trên 400 người tham dự. Và đặc biệt những quan khách là những thành phần rất là chọn lọc. Ngoài ra là cũng có một số quan khách người Mỹ nữa. Chúng tôi ghi nhận có tác giả ông Vách, là một cái người đã viết cái quyển Black April, và ông Spellman là tổng lãnh sự của Thượng Hải của Mỹ ở bên Trung Cộng cũng tham gia. Thì phải nói là hôm đó cái buổi tổ chức, thứ nhất là trời đẹp, và thứ hai nữa là quan khách rất là tôn trọng giờ giấc, họ đến rất là đúng giờ. Và ban tổ chức thì tổ chức rất là khéo, là họ đã có những cái ban tiếp tân, có những cái người đưa đón và đi vô để mà ký sách rất là gọi là thứ tự lớp lang. Đặc biệt là bên Trưng Vương họ ăn mặc một cái màu áo thật là đẹp, màu hồng rất là sặc sỡ. Thì tôi đùa tôi nói là các chị hôm nay ai cũng giống như cô dâu hết tất cả, tại sao các chị mặc cái áo cái màu nổi thế này. Thì họ cho biết đây là cái buổi ra mắt Sen Hồng và Bão Tố, thì chúng tôi mặc cái màu áo để nói lên cái bìa sách của tác giả. Dạ, kính thưa quý vị, để nói qua về cuốn sách thì Minh Thúy xin được tóm lược cái cuốn sách mà Hoa Sen và Bão Tố. Kính thưa quý vị, câu chuyện sẽ nói về một gia đình người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một cuốn sách có hai nhân vật chính, một nhân vật đàn ông tên là Minh, khi xưa là lính nghỉ dù trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cô con gái của ông tên là Mai ở Fort George, Virginia. Một câu chuyện diễn biến trong thời gian chiến tranh Việt Nam trước và sau năm 1975, qua nhân vật Mai được viết để giới thiệu đến thức ăn Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nhạc Việt Nam, một đời sống bình thường của một người dân. Nói tóm lại, cuốn Hoa Sen và Bão Tố, tức là The Lotus and the Storm, có hai câu chuyện, một câu chuyện diễn biến về chiến tranh Việt Nam và một câu chuyện của một người dân bình thường. Đó là tóm lược mà Minh Thúy được nghe kể thôi, nhưng mà thật sự cũng không có được dịp để đọc qua cuốn sách, thì xin anh cho biết thêm về cuốn sách này. Thực ra trong cuốn sách, thưa với chị Minh Thúy và quý vị, tác giả đã viết bằng tiếng Anh. Dạ. Và cái cuốn sách này nó hay ở cái chỗ này là cái lối hành văn của tác giả rất là đặc biệt. Thường thường người ta có những cái lối mà khi mà viết một cái chuyện như vậy, người ta hay viết, người ta kể đầu tới đuôi, hay là từ đằng trước ra đằng sau, sau đằng trước. Nhưng đối với tác giả đã luôn luôn đó, có một cái lối hành văn rất là sống động, tức là bắt đầu từ đầu rồi lại đi ra khúc giữa rồi lại ra, nhưng mà cái hay là nó mạch lạc, thành ra người đọc rất là bị lôi cuốn. Và thứ hai nữa là khi đọc cuốn sách đó, quý vị sẽ thấy rằng thì là tất cả những cái gì mà của văn hóa của chiến tranh đã được tác giả phơi bày cho tất cả những người Mỹ và những cái giới trẻ người Việt gốc Mỹ sau này đọc để hiểu. Đó là cái đặc điểm mà cái lối hành văn và cái lối mà trình bày ở trong cuốn sách. Được biết là tác giả cuốn sách này là cuốn sách thứ hai của tác giả Lan Cao. Cuốn sách đầu tiên là cuốn sách The Monkey Bridge, nghĩa là cầu khỉ, phải không anh? Vào năm 1997. Thì cái cuốn sách thứ hai này á, anh có biết lý do nào mà tác giả Lan Cao lại viết ra cuốn sách này không anh?
Thì trước khi nói cái câu trả lời cái câu hỏi của chị đó thì tôi phải trình bày một số diễn giả họ nói về cái cuốn sách này trong cái buổi ra mắt sách. Thì cái diễn giả đầu tiên là Trương Vương Kiều Thu. Chị Kiều Thu đã có một cái khả năng Anh ngữ rất là phong phú và chị đã làm một cái slideshow. Trên đó chị để tất cả bằng tiếng Mỹ để nói tất cả những cái hoạt động và tiểu sử tác giả và những cái việc liên hệ trong cuốn sách. Thì kế tới nữa là cái người mà tôi nghĩ là diễn giả quan trọng mà nhất là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Cô có một cái giọng nói thật là nhẹ nhàng, thật là lôi cuốn, mà cô đã từ từ cô dắt mọi người đi vào cái câu chuyện để thấy rằng trong cái câu chuyện này nói lên cái văn hóa của người Việt Nam, nói lên cái cảnh chiến tranh và nói lên cái sự chiến đấu can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra cái buổi nói chuyện của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh rất là hay và rất là lôi cuốn, và tôi có thấy là hội trường im phăng phắc để nghe cô Dương Nguyệt Ánh cô nói. Và sau nữa là cái ông Vích là cái người đã viết một cái quyển sách mà cho trong lúc Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đó. Và cái ông đó là một quyển sách của ông ấy gọi là Black April. Và quyển sách đó cũng đã có được dịch ra tiếng Việt mặc dù ông viết bằng tiếng Mỹ. Đó là những diễn giả mà đã đề cao cuốn sách và đã nói những cái điểm chính trung thực nhất ở trong cuốn sách. Thì có kể chuyện rằng cái lý do là cái người Việt Nam của mình đã chiến đấu anh dũng mà cái người Mỹ đó họ bị những cái thành phần phản chiến đó, và những cái thông tin sai lầm làm cho nó cái sự hiểu lầm. Mà cô kể rằng khi cô học ở high school ở cái trường rất gần ở đây là trường Jeb Stuart đó, thì cô là cái người đứng đầu trong 460 học trò giỏi nhất trường. Thì có một cái ông thầy toán ông bảo rằng là tôi không thể nào cho cô giỏi nhất được. Vì lý do nói thẳng với cô là tôi không thích người Việt Nam và tôi ghét chiến tranh Việt Nam. Và ông đã cho cô này B và cô này cô đã không được cái giải nhất, và cô không hiểu tại sao. Cô không có cái lỗi lầm gì mà cô bị trừng phạt. Và cô tức đến nỗi mà cô bị ung sơ dạ dày, cô đau dạ dày. Xong rồi từ đó cô để cái suy nghĩ vào cái chuyện đó. Mà cô về cô không nói được với gia đình, mà nói gây thêm cái đau buồn. Mà khi cô lên đại học và cô đi dự những cái buổi nói chuyện về chiến tranh Việt Nam mà người ta đều chê bai quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người ta nói những cái điều sai lạc về chiến tranh, thì cô này cô thấy rằng thì là cô có bổn phận phải viết lại những cái chuyện gì cô biết và cô là nhân chứng ở trong cái cuộc chiến đó, và cô viết để nói cho thế giới và cho người Mỹ và cho những người phản chiến rằng là Việt Nam Cộng Hòa không có phải là kém cỏi hay là giờ hay là những điều họ suy nghĩ, đó chỉ là những cái tuyên truyền sai lạc. Và thứ hai là quyển sách đó có cái mục đích đem lại cho những cái giới trẻ người Mỹ gốc Việt họ đọc để họ hiểu rằng cha ông họ không phải là những người tồi tệ như những người phản chiến đã nói. Đó là cái lý do mà thúc đẩy cô ấy viết ngày viết đêm và cô hoàn tất được cái tác phẩm The Lotus and the Storm. Cái cuốn sách The Lotus and the Storm viết bằng tiếng Anh nhưng mà có được dịch ra tiếng Việt hay không anh? Cho tới bây giờ thì tôi nghĩ là chưa có được dịch ra tiếng Việt. Thế nhưng mà cái hay ở trong cuốn sách thế này, chị Minh Chú và quý vị, nếu mà quý vị đọc trong đó, quý vị thấy cô ấy dùng nhiều những cái danh từ mà mình nói trong tiếng Việt đó, mà cô ấy dịch sang tiếng Mỹ và mình đọc mình hiểu, mình rất là thích. Ví dụ như dầu cù là hay là bánh này bánh kia, mình đâu có biết tiếng Mỹ nó nói ra là cái gì. Nhưng mà khi cô ấy dịch sang tiếng Mỹ thì mình đọc mình thấy mình vui và mình buồn cười. Giống là dí dỏm. Vâng, rất là dí dỏm. Như vậy thì kết luận cuốn sách đó anh nghĩ như thế nào? Thì thưa chị Minh Chú và thưa quý vị, như thế này. Phút chót đó, tác giả Lan Cao có đi lên và nói với lại tất cả quan khách rằng thì là khi mà viết ra một cuốn sách đó thì mình tùy thuộc vào nhà xuất bản. Và trong cái kỳ trước cái cuốn mà Cầu Khỉ Monkey Bridge của cô viết xong đó và đã được một số lớn các độc giả hưởng ứng. Do đó cái quyển sách này đó khi mà cô ấy viết xong đó thì nhà xuất bản họ cũng bằng lòng họ in và họ phát hành. Thì cái quan trọng đó là những người trẻ có lòng để mà viết sách nói lại cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa nó đúng thì chúng ta phải giúp cái những người đó mà mua sách. Bởi vì nếu chúng ta không mua sách, thứ nhất đó là nhà xuất bản họ thấy sách không bán được là lần sau người ta không cho cái người đó được in sách nữa, và do đó cái người viết đó không có cái cơ hội để mà trình bày những cái sự thật. Thứ hai là những cuốn sách viết ra bằng tiếng Mỹ như vậy đã nói lên được, đi vào cái dòng chính của nước Mỹ, nói cho người Mỹ biết rằng cái cuộc chiến nó không phải như những người phản chiến đã nói, mà cái cuộc chiến sự thật nó là như thế này đây.
Và thứ hai nữa, nhắc lại cái chuyện hồi nãy là những cái người trẻ đó, người trẻ nhất là những cái người thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba của chúng ta, khi họ lớn lên họ thành công ở nước Mỹ thì họ đọc lại lịch sử, họ thấy đâu là sự thật. Và điểm chót nữa vô cùng quan trọng là khi trường đại học họ dạy những cái môn học về đó, đó họ có những cái tài liệu để mà họ so sánh, tránh cái người cộng sản họ tuyên truyền, tránh được những cái thành phần phản chiến họ nói sai lạc đi. Yeah. Đó là cái điều quan trọng mà cái cuốn sách muốn đưa tới cho chúng ta, và hy vọng rằng chúng ta yểm trợ và giúp đỡ để cho cái chính nghĩa của chúng ta có thể sau này nó rõ ràng hơn. Dạ, xin được cảm ơn anh Đinh Hùng Cường. Dạ, cảm ơn chị Minh Thúy và xin cảm ơn quý vị. Minh Thúy và anh Đinh Hùng Cường xin kính chào và xin gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến. Vườn Mai Vàng Florida sẽ phục vụ quý khách từ A đến Z. Vườn Mai Vàng Florida chuyên cung cấp cây ăn trái và cây kiểng bonsai. Đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng để đón mừng xuân mới. Chỉ 30 đồng trở lên là quý khách có một cây mai, trưng trong ngày Tết hoặc khai trương cửa tiệm. Xin quý khách vào trang nhà maivangflorida.com hoặc gọi số 941-301-9251. 941-301-9251. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Thẩm mỹ viện Ngọc Minh tại Eden Center đặc biệt có bán các loại kem mỹ phẩm, sữa tắm và các loại dược thảo như đông trùng hạ thảo, linh chi, yến khô và nước, Super Fucodan, collagen của Pháp, Nhật, Đại Hàn, Indonesia có FDA chứng nhận cho các hiệu nổi tiếng như J, Billmore, EV Princess, bảo đảm giá hạ nhất trong vùng Hoa Thịnh Đốn, điện thoại số 703-237-3999, 703-237-3999. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu Nam Vang, mì khô đồ biển, nem nướng Cali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặt tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center, 6793C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia, 22044, bên phải của tàu hủ Thanh Sơn. Điện thoại số 703-534-EDEN hay 703-534-3336. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.